Đó bây giờ tới cái này là quét đường rồi thấy không? Ừ. Đấy giữa đi hai ba máy quay đường sạch sẽ thì dân chúng đi. Thấy không? Đi hút bụi trước, hút đất cát này nọ để tưới nước. Rồi bây giờ cái này là cái quét nè. Quét cho sạch sẽ rồi. Nước là vậy đó. Sau khi mà hết mùa xuân đó ta, mỗi người mỗi xe. Bạn thấy không? Vậy là mùa xuân tới rồi cho nên người ta quét đường cho sạch nè. Thì mùa đông á là họ đi rải muối với rải đá sạn này nọ nên họ phải chỉ có một chiếc thôi là đây là manager để coi ngó. Yeah. Đâu có nhiều nhân sự làm đâu, chỉ có một chiếc là để coi ngó không.